Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Phúc Khang 78 TV. Thì hôm nay Phúc Khang đi quay cảnh chùa Vô U tự tại số 55 xẹt 26 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình nha cô chú anh chị. Thì chùa rất là đẹp. Thì hôm nay chùa có mở một cái tiệc chay và chương trình văn nghệ với những ngôi sao ca nhạc như là Phương Thanh, nghệ sĩ ưu tú là Kim Tử Long, Chinh Chinh, Tú Sương, Hồ Việt Trung và tất cả các anh chị ca nghệ sĩ khác. Và Phúc Khang đến thì bất ngờ Phúc Khang biết được ngôi chùa này sư cô còn rất là trẻ, làm những công việc thiện nguyện rất là hữu ích, như là quyên góp, đóng góp, ủng hộ cho các em học trò nghèo, cũng như là xây những giếng nước sạch cho các tỉnh thành xa xôi, một công việc rất là ý nghĩa. Bây giờ Phúc Khang sẽ mời cô chú anh chị và các bạn xem video. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ như cô chú anh chị. Thì video Phúc Khang có để tên chùa cũng như là địa chỉ ở trên màn hình. Cô chú anh chị có lòng đóng góp thì liên lạc với chùa cô chú anh chị. Và quỹ xây giếng nước từ thiện tại xã Văn Nghế, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Sự hiện diện của chùa Pháp Đức và Bí Tịch Vị hôm nay là niềm kích lệ cho chúng tôi tại một tượng được thừa hành thực sự trong thời gian tới. Với những ý nghĩa như trên, chúng tôi sẽ được long trọng tổ chức kiệt ngay ngay quyền ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin cảm ơn bài phát biểu với sư cô đã chủ ngồi chủ trì trường ban tổ chức. Tại trong buổi phút này chúng con sẽ được tôn thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Chư Thiện có phụng sự chia sẻ quý vị phật tử thứ sự kêu gọi của sư cô chủ trì. Chúng tôi mong rằng buổi lễ buổi tiệc thân mật theo như hôm nay sẽ được trọn niềm hoan hỷ và thành công mỹ mãn nhất để quý vị mãi mãi là người phật tử phồn thành, luôn luôn đồng hành cộng tác với sư cô trụ trì trên những phật sự sắp tới. Một lần nữa chúng tôi trân trọng kính chúc buổi tiệc hôm nay được thành công mỹ mãn. Chúng con xin được cảm ơn thượng tọa đại diện Thích Chư Thiện, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, trưởng ban từ thiện giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình đã phát biểu một từ. Kính thưa tất cả quý vị, và để có một chương trình được thành công như thế này thì trong giờ phút này chúng tôi xin được trân trọng kính mời những mạnh thường quân, những cá nhân lên trao bản tượng trưng cho sư cô chủ trì cũng như ban tổ chức về cây quỹ học bổng cho học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và xây giếng ở tỉnh Quảng Ngãi. Xin được trân trọng kính mời Phật tử Nguyễn Thị Quế, pháp danh Diệu Bảo Lan, trao thay cho bác sĩ Phật tử Nguyễn Minh Tâm, pháp danh Thiện Ân đang ở Mỹ, bản tượng trưng 30 triệu đồng cho quỹ học bổng và xây giếng từ thiện. Trân trọng kính mời. Và chúng con cung thỉnh sư cô Thích Nữ Diệu Ngộ trụ trì chùa Vô U lên nhận phần tịnh tài này. Và chúng ta hãy cùng nhìn một tràng pháo tay ạ. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Phật tử Nguyễn Minh Tâm, pháp danh Thiện Ân đang ở Mỹ, và xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Quế, pháp danh Diệu Bảo Lan đã thay bác sĩ trao cho sư cô. Xin được cảm ơn. Và tiếp nối ngay sau đây xin được trân trọng kính mời những Phật tử cũng đã đóng góp cho chương trình chiều nay. Xin trân trọng kính mời giáo viên Phật tử Lê Thị Thanh Thủy, pháp danh Diệu Đức, trao cho sư cô 10 triệu. Phật tử Tăng Tú Hòa, pháp danh Quảng Thuận, trao 5 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Hồng Nhung, pháp danh Diệu Pháp, trao 5 triệu. Phật tử Nguyễn Văn Dư, trao 5 triệu. Và chúng con xin được cung thỉnh sư cô Thích Nữ Bảo Chiếu, tri sự chùa Vô U lên nhận phần tịnh tài này. Trân trọng kính mời ạ. Thank you.
Một bình tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Dạ, xin được cảm ơn tình cảm của quý Phật tử đã ủng hộ cho chương trình cây quỹ học bổng và xây giếng từ thiện của trường Vô U. Xin được chúc tất cả quý vị thân tâm an lạc, thật nhiều sức khỏe, gặp duyên lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Con xin được cảm ơn sư cô đã chứng minh công đức cho quý vị. Bây giờ đây thì ban tổ chức cũng xin được tán dương công đức của tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời quý vị có tên chúng ta tiến về lễ đài. Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, trụ trì chùa Báo Ân quận Tân Bình. Chúng con xin được cung thỉnh ni trưởng đạo hiệu Thích Nữ Như Diệu, trưởng phân ban ni giới quận Tân Bình. Chúng con xin được cung thỉnh đại đức đạo hiệu Thích Không Hạnh, trưởng ban quản viện thư viện Huệ Quang quận Tân Phú lên trao bằng tán dương công đức và hoa cho năm Phật tử hỗ trợ tịnh tài tiêu biểu vừa rồi. Xin được trân trọng một lần nữa kính mời quý Phật tử trở lại sân khấu. Phật tử Nguyễn Minh Tâm pháp danh Thiện Ân, Phật tử Lê Thị Thanh Thủy pháp danh Diệu Đức, Phật tử Tăng Tú Hòa pháp danh Quảng Thuận, Phật tử Nguyễn Thị Hồng Nhung pháp danh Diệu Pháp, Phật tử Nguyễn Văn Dư, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa tất cả quý vị, và trong suốt chiều dài của chương trình ca nhạc thì quý vị có ủng hộ thêm cho chương trình thì có thể gặp sư cô trụ trì cũng như là sư cô tri sự của chùa và những thành viên trong ban tổ chức của nhà chùa hoặc là thùng phước điện của chùa Vô U để đóng góp cho chương trình. Xin được cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trên sân khấu giờ đây là quý thầy trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo ở quận Tân Bình đang tán dương công đức và gửi hoa đến quý Phật tử đồng hành với sư cô chùa Vô U trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa quý vị để cảm ơn quý Phật tử và cũng như chúc sức khỏe quý thầy. Và hy vọng là buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn nữa những sự đóng góp của tất cả quý vị Phật tử đã đến chùa. Con xin cảm ơn sự chứng minh công đức của quý thầy. Xin được cảm ơn một lần nữa sự đóng góp tịnh tài của tất cả quý vị Phật tử. Và trong giờ phút này chúng con sẽ được cung thỉnh chư tôn đức Tăng Long Tiền Trai tại nhà cổ. Và kính chúc tất cả quý vị một buổi tiệc trai thật là ngon miệng và tràn đầy hạnh phúc. Dạ, bây giờ có niềm vui rồi mọi người ơi. Dạ. Thượng tọa đạo hiệu Thích Chiếu Thiền, trụ trì chùa Kim Giác và chùa Phật Đà vừa thông báo với luật là ủng hộ 10 triệu đồng. Dạ, quý vị. Dạ, bạn tên về bên ngoài nhân số khác cũng từ nha, hôm nay không trả nó thành không được tốt lắm mà. Vai thử thách thì ra đâu ạ? Chuẩn bị nào rồi thì cứ lên hát cùng ra nha. Anh xin mời em đi.
what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, chủ trì chùa Kim Giáp, chùa Phật Đà quận Tân Bình.
Thầy Pháp chúng ta xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Đạo Hiệu Thích Quảng Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, trụ trì chùa Bảo Ân quận Tân Bình. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Đạo Hiệu Thích Khâm Hạnh, trưởng ban Phạt viện Thư viện Huệ Quang quận Tân Phú. Thưa con, lúc nay chúng con xin được trân trọng giới thiệu Ni trưởng Đạo Hiệu Thích Nữ Như Diệu, trưởng ban sân giới, trưởng ban sân ni giới quận Tân Bình. Xin được trân trọng giới thiệu trì Hương Liên Tịnh Thất Đại Ninh huyện Đức Trọng, Ni sư Đạo Hiệu Thích Nữ Lệ Hòa, trụ trì chùa Liễu Quán quận Tân Bình, của Ủy ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Sư cô Thích Nữ Diệu Ngộ, trụ trì chùa Vô Ô, trưởng ban tổ chức. Về phía chính quyền, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Điệp, phó phòng nội vụ quận Tân Bình. Trân trọng giới thiệu ông Dương Tấn Thành, phó bí thư chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 8 quận Tân Bình. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lương, trưởng ban người cao tuổi quận Tân Bình. Trân trọng giới thiệu ông Phan Phục, phó chủ tịch thường trực hội khuyến học quận Tân Bình. Trân trọng giới thiệu ông Dương Thế Bình, phó bí thư đảng ủy phường 8 quận Tân Bình. Trân trọng giới thiệu ông Lê Bình Thanh, phó bí thư chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 8. Trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Nguyễn Đại Quyền, đảng ủy viên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 8 quận Tân Bình, cùng các vị lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận phường xin nhiệt liệt giới thiệu chung. Và mời trời ở đây để chúc mừng cho buổi lễ chiều nay đã thành công tốt đẹp. Và trong giờ phút này là 1 triệu đồng, xin được chúc mừng cho buổi lễ. Rồi các anh cho giá cao hơn 1 triệu các bạn. Và 2 triệu. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều. 2 triệu. Rồi, hy vọng là nhất thêm một bà xi măng nữa mọi người. Lần đầu tiên chùa Bảo Ân của mình tổ chức thì chắc chắn là sẽ có những cái thiếu sót mà mình không mong muốn. Nhưng rõ ràng là chúng ta thấy được tình cảm của sư cô chủ trì, cho nên là cái bức tranh đấu giá này nó trọn ngoài kịch bản. Không được chút lời khi đang nói. Sư cô chủ trì đã có một cái tình cảm hết sức là tốt đẹp, cô muốn gắn bó đạo và đời, cho nên cô đã tổ chức chương trình này. Thì bức tranh này đã không có nằm trong kịch bản từ trước, nhưng đó là cái tái duyên của chị Phan Thị Kim Lan, Phật tử của chùa. Trong giờ phút này thì Lục đã thấy một cái giá mới, đó là 1.500.000 đồng. Và nói vài lời xong thì lên 2 triệu. Xin được cảm ơn chị rất nhiều. Và thêm nữa được không ạ? 2 triệu. Và cái bạn ở trên kia đó có nhích thêm đủ giá không ạ? 2 triệu 2. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Đây là những cái cơ hội rất là hiếm hoi để chúng ta cùng mà hùng phước và làm những việc có ý nghĩa. Và dĩ nhiên tất cả những gì mà chúng ta cúng dường đều là trái tim thiện nguyện của người Phật tử. Chúng ta muốn làm một việc gì đó để hồi hướng công đức cho của quyền cũng như cha mẹ hiện tiền của mình, và trên hết là trái tim từ bi. Lực hy vọng là 2.2 triệu sẽ được tăng thêm. Dạ chị ơi, hồi nãy 2 triệu chị có thêm không ạ? 2.500.000 đồng. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Lần thấy chị Kim Lan ở dưới rất là vui, thấy thương lắm. Chị nói lúc đầu á, chị nói em ơi, nếu mà không ai mua đó thì thôi chị mua lại, rồi chị cúng dường cho sư cô luôn. Và rõ ràng là trái tim sẽ chạm được tới trái tim. Bây giờ là 2.5 triệu rồi quý vị. Có ai nhích thêm chút xíu nữa không ạ? Thêm một phần học bổng cho sinh nghèo để tiếp sức cho các em đến trường. Dạ, 3 triệu đồng. Wow, vỗ tay lửa ra bà con. Thôi 3 triệu. Có ai nhích thêm không ạ?
3 triệu, 3 triệu 100 cũng được phải không anh? Đây à? Dạ. Đây 3 triệu lần thứ nhất. Chị ơi, chị ơi, ơi. Sao ạ? 3 triệu lần thứ nhất. Hay là mình, hay là một nhóm mình hùng lại, hay là gia đình mình hùng lại, đúng không mà? 3 triệu lần thứ nhất. Ba triệu lần quá trời luôn, quá trời. Thứ hai, cần cơ hội nha, suy nghĩ nha mọi người. 3 triệu lần thứ hai. Các anh cho giá mới không ạ? À? Giá bao nhiêu ạ? À? Đã đang 3 triệu rồi chị. 3 triệu 2. Đó, thấy chưa? 3 triệu 2 là thêm 3 bao xi măng. Đã 3 triệu 2 rồi. Đã có ai thêm không ạ? À? Rủ rê nhau. À, chị Phương Thanh đó là đi từ Hà Nội bay xuống máy bay thì mưa tầm tã, cho nên là chị chắc chắn là hồi nãy thấy có một bạn của chị cũng đã đến trước rồi, thì hy vọng là chị sẽ cố gắng vượt cơn mưa tầm tã và được ngập lụt để mà đến đây với chúng ta. Chị Danh Ca Ngọc Ánh thì cũng đã trên xe đến. À, xin các anh bảo vệ ở ngoài khi thấy các anh chị em á, chúng ta cũng hỗ trợ dù để đưa các chị vào nhanh chóng. Dạ. Dạ 3 triệu 2 rồi quý vị ơi. Có ai giúp thêm không à? Dạ lần đầu tiên á, thì anh âm thanh của chùa cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thì có một mình anh thôi mà đang trời mưa. Chắc chắn là sau ngày hôm nay thì một số dụng cụ của anh chắc chắn là sẽ có thể bị hư. Cho nên là nếu mà âm thanh có việc gì trong quá trình tổ chức thì mong tất cả quý vị hoan hỷ nha. Ông Trần bó tay cho một phần âm thanh. Dạ, ông Trần bó tay cho các bạn thiện nguyện. Ông Trần bó tay cho nhà bé. Cho tôi. Dạ, con làm bộ con mồi mồi dạ, để cuối cùng con á. Dạ, cảm ơn rất nhiều và con cảm ơn Xuân Cô cũng đã cho phép các nghệ sĩ về đây để cùng hùng phước với cô. 3 triệu 2 rồi ạ. Dạ giúp thêm không ạ? À? 3 triệu 2 rồi, 3 triệu 2 lần thứ nhất. Dạ, 3 triệu 2 lần thứ hai. 3 triệu 2 đợi chút xíu. Rồi, có ai cạnh tranh sở hữu bức tranh tượng Phật rất là đẹp và ý nghĩa hay không ạ? À? Chúng ta nghe Pháp, chúng ta hòa thượng Tịnh Không giảng cứ nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Và chúng ta có một cái niềm tin sâu sắc như vậy thì Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta. À, tất cả chúng ta sống không phải vì ngày hôm nay, vì những giá trị của vật chất cơm áo gạo tiền, mà khi chúng ta nằm xuống theo quy luật của vô thường, lúc đó mới biết ai là người có phúc. Thế thì khi chúng ta còn sống có thể làm được những việc gì tốt đẹp, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng với sư cô nói xuyên ngày hôm nay và mọi người cùng phước. Và 3 triệu lần thứ hai. À, 3 triệu 2 lần thứ hai. Hay là bây giờ mình nghỉ ngơi để suy nghĩ. Hay là mình nghỉ chút xíu để hát để suy nghĩ nha. Để cái mình trở lại nha. Dạ, để cho mọi người nhắn tin lan truyền, nhắn về gia đình. Tụi bay ơi, à, sư cô hôm nay làm việc này nè. Bây giờ chị thấy cái này bức tranh tượng Phật có giá trị lắm. Thôi giờ chị em mình hùng phước nha. Chị đấu giá bức tranh này đang có giá 3 triệu 2. À, tụi bay hùng với chị mỗi đứa vài trăm lên 3 triệu rưỡi. Ví dụ như vậy. Cho nên là thôi thì bây giờ bức tranh tượng Phật A Di Đà này để dành lại, bức tranh này để dành lại chút xíu. Và chúng ta sẽ xin cảm ơn con gái rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhiều. Xin cảm ơn tình cảm các bà con đã dành cho Liên Kiến Quang. À, một chàng trai người Hoa nhưng lại dành tình cảm cho một cháu Việt Nam rất là sâu đậm. Kính thưa tất cả quý vị, và trong giờ phút này nếu như quý vị không có suy nghĩ thêm
thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Tư, Phó Giám Diệu Nghị sẽ tiến về sân khấu để nhận bức tranh tượng Phật A Di Đà mà cô đã bỏ ý mua đấu giá là 3.200.000 đồng để tặng trọn vẹn cho sư cô. Dạ, chúng tôi xin được mời sư cô chủ trì chùa Vô U ạ. Chị Kim Lan đấu giá bức tranh và chị Lê Thị Tư đã mua và tất cả trao cho cô để cô đưa vào quỹ học bổng cho các trẻ em nghèo thành phố cũng như là xây giếng cho bà con ở huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi trong giờ phút này. Dạ cô ơi, cô sẽ trao bức tranh này cho chị ạ. Chị Lan bên đây, cô đứng bên đây đi ạ. Và một đầu tay thật lớn dành cho người bán và cũng như là người mua bức tranh đấu giá này, bởi vì trên hết cả hai trái tim yêu thương đều dành cho sư cô trong chương trình thiện nguyện. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Là nói chung là tuy là Phật tử chùa có yêu tiền lao nhưng mà ít về chùa lắm, mỗi lần đi về là thầy thọ cái gì đó đánh cái coi thôi nên yêu tiền lao không rồi. Mà nói chung là có nhiều duyên cũng là cho con là ba cái đường mà tan thế thật mà con nói trời ơi bây giờ cũng chưa có duyên được thắng được nên ngày hôm nay thì con cũng cảm ơn coi như là mừng thương chư Phật và mẹ Quan Âm Bồ Tát và vô đây là cũng có duyên gặp cô người cô của thì ít nhiều thì nói chung là cũng ủng hộ mà làm những thứ này để hồi hướng cho tất cả cứu viện sức tổ ông bà nội ngoại hai bên, bên ngoại và bên nội và những hương linh trên thế giới ra nước ngoài lớn nhỏ bị Covid vừa rồi đi xe đi suối hồ đi sông đều được siêu sanh tình độ về thế giới A Di Đà còn những chúng sanh tình nương về đất Phật A Di Đà Phật. Dạ một lần nữa thay Phật bổn tự xin cảm ơn cô Diệu Nghệ và Phật tử Diệu Bảo Anh đã phát tâm và A Di Đà Phật. Thế, cảm ơn hai vậy. Cảm ơn hai vị. Dạ,